hướng dẫn anh em cách ngâm rượu với ổi găng. Khi chọn ổi anh em có một vài chú ý như sau. Vị hương thơm mát, nó rất thích hợp với anh em uống vào mùa hè. Xin chào anh em, tôi là Hòa Gốm. Sau video lần trước về hướng dẫn cách ngâm rượu Bắc Kích, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn. Anh em có hỏi tôi là mùa hè này thì nên ngâm rượu gì. Theo cá nhân tôi thì mùa hè anh em cứ ngâm rượu hoa quả. Ngâm rượu hoa quả là chuẩn nhất. Hôm nay tôi có việc đi qua Đông Dư, nơi đây nổi tiếng với loại ổi găng thơm ngon. Tôi liền nảy ra ý định là làm luôn một video hướng dẫn anh em cách ngâm rượu với ổi găng. Anh em xem đến cuối video nhé. Đây rồi, phía trước tôi là một hàng ổi. Anh em cùng tôi xuống chọn ổi nhé. Khi chọn ổi anh em có một vài chú ý như sau. Chúng ta chọn những quả ổi mà nó có vân nhám, sờ ráp tay và có màu sắc hơi ánh vàng như này. Đây là những quả có độ ngọt rất tốt. Còn anh em mà chọn những quả mà nó bóng quá, màu nó nhạt hơn thì nó độ ngọt nó sẽ không đạt tới và ngâm rượu nó sẽ không ngon. Và anh em cần phải đặc biệt chú ý là cân bằng giữa ổi ương và ổi chín. Khi ngâm chúng ta sẽ cho thêm một chút những quả ổi chín vào thì rượu nó sẽ thơm ngon hơn. Vừa rồi anh em đã cùng với tôi đi chọn ổi. Công đoạn chọn ổi cũng tương đối đơn giản. Anh em chỉ cần làm theo những hướng dẫn của tôi ở trên là ok. Và đây mời anh em chiêm ngưỡng rượu ổi mà tôi vừa đi mua về. Tiếp theo chúng ta đến khâu sơ chế ổi để chuẩn bị ngâm. Cũng như bao loại rượu khác, trước tiên anh em mang ổi đi rửa. Anh em cần phải rửa sạch. Nếu chúng ta rửa không sạch thì ổi khi mà ngâm cái rượu của chúng ta sẽ bị chua. Nó rất dễ nên tôi mới nói các anh em là chỉ mất 15 phút để chúng ta có một bình rượu ổi thơm ngon. Anh em nào cẩn thận có thể ngâm một lượt nước muối rồi rửa lại bằng nước sạch. Thực ra rượu ổi anh em có thể ngâm bằng ổi trắng, ổi mỡ đều được, nhưng để rượu thơm ngon thì ổi găng là nhất. Sau khi rửa xong anh em cần để khô cho ráo nước. Bước tiếp theo anh em cắt bỏ phần đầu và phần đuôi ổi, phần cuống. Đó. Và những chỗ nào mà xây xước mà bị sâu ấy, anh em cũng cắt bỏ lốt. Đối với những cái loại ổi to, anh em có thể cắt nhỏ ra để cho bình ngâm, cắt thành lát. Còn ở đây tôi có ổi găng, thì chúng ta cứ để nguyên quả như này chúng ta ngâm là được. Tôi thấy một số anh em thường hay phơi ổi ở dưới nắng để cho nó khô hết nước. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì cái việc đó là không cần thiết. Khi anh em phơi ổi như vậy thì nó sẽ bay mất cái mùi đặc trưng của ổi, nó không còn ngon nữa. À, nếu chị em nào đam mê rượu ổi và cũng đang xem video này thì tôi hướng dẫn chị em cùng một cách nữa để cho rượu nhẹ hơn và dễ uống hơn. Đó là sao ổi cùng mật ong. Ví dụ với 2 cân ổi, chị em chỉ cần cắt nhỏ 3 đến 4 lạng. Chúng ta sao đều với mật ong trong vòng khoảng 1 phút. Sau đó bỏ ra để nguội. Cho dùng dưới đáy chum và cho ổi vào ngâm rượu bình thường. Mật ong vừa có tính kháng khuẩn. Nếu sao cùng ổi nó sẽ giúp cho rượu thơm ngon hơn. Nếu chị em sử dụng đúng cách sẽ giúp trẻ đẹp hơn, da dẻ hồng hào hơn. Nếu chúng ta không có mật ong thì có thể dùng đường phèn để thay thế cũng được. Vậy là xong, đến công đoạn cuối cùng. Bây giờ chúng ta chỉ việc cho ổi vào chum và đổ rượu trắng lên. Có một vấn đề anh em cần chú ý. Đó là nồng độ rượu khi ngâm. Khi ngâm rượu ổi chúng ta cần ngâm từ 35 độ trở lên. Bởi vì sao? Bởi vì trong quả ổi này nó chứa rất nhiều nước. Nếu chúng ta chọn nồng độ rượu không đủ mạnh, khi ngâm lâu nó sẽ gây ra thối hỏng chum rượu. Anh em nhớ khắc cốt ghi tâm nguyên tắc vừa rồi nhé. Chọn đúng nồng độ rượu khi ngâm rượu ổi. Loại rượu tôi hay dùng là loại rượu trắng men thuốc bắc. Còn chum sành, tôi dùng chum sành không trắng men của công ty gốm sứ Bảo Khánh sản xuất. Đến bây giờ ta chỉ việc đổ rượu vào chum.
Với 10 cân ổi đã chuẩn bị, tôi sẽ ngâm trong 20 lít rượu. Và khoe một chút với anh em, chiếc chum sành này tôi sẽ để trong phòng khách. Dòng chum sành Đông Sơn Âu Lạc này bao gồm hai lớp nắp nên việc bảo quản nó cũng tương đối dễ dàng. Trước tiên, anh em để miếng ni lông lên trên này. Sau đó, đậy lớp nắp bên trong lên và tiến hành buộc chun. Sở dĩ tại sao lại để miếng ni lông ở phía trong sau đó mới đậy cái nắp này lên, bởi vì là thỉnh thoảng anh em có kiểm tra rượu, anh em chỉ việc nhấc cái nắp này lên thôi, anh em có thể kiểm tra được rượu bên trong. Và cuối cùng chúng ta chỉ việc đậy nắp ngoài lên. Vậy là xong. Giờ tôi sẽ bê chiếc chum này vào phòng khách, chọn chỗ đẹp để. À, còn một vấn đề nữa, tôi cần nói với anh em, rượu hoa quả ngâm thường thì chỉ tầm 1 tháng rưỡi đến 3 tháng là có thể dùng được. Nên anh em cứ ngâm, nhưng mà tốt nhất anh em để khoảng tầm 3 đến 4 tháng uống thì ngon nhất. Nhưng mà ngâm không quá 6 tháng. Nếu anh em ngâm đến 6 tháng thì anh em phải vớt hết hoa quả ra và để mỗi rượu không thôi. Thì anh em tiếp tục để bao lâu cũng được. Nếu anh em để hoa quả trong chum rượu lâu quá ấy, thì nó sẽ biến đổi chất, là rượu nó sẽ không ngon nữa. Anh em nhớ nhá. Khoe với anh em một chút. Đây là thành quả tôi ngâm từ mùa trước, một chum rượu 60 lít tôi ngâm từ mùa ổi năm ngoái. Cảm nhận đầu tiên là một hương thơm nhẹ, thanh mát. Nếu anh em nào đã từng ngâm rượu thuốc bắc thì cái mùi này nó hơi thoang thoảng mùi rượu thuốc bắc, nhưng nó lại có một cái khác riêng, nó là mùi thanh thanh. Đó. Anh em nhìn cái màu vàng giống màu hổ phách, rất đẹp. Và bây giờ tôi sẽ uống thử để xem vị của nó thế nào. Cốc thủy tinh lúc nãy tôi chỉ rót ra đó để cho anh em xem màu thôi. Còn uống rượu thì phải uống trong những cái bát nhỏ như thế này. Tuyệt vời. Rất tuyệt. Tôi có cảm giác là rượu nó êm, nhưng mà nó không gắt một chút nào cả. Với cái lý do là rượu nó đã bị giảm nồng độ xuống khi mà ngâm trong ổi. Vị hương thơm mát, nó rất thích hợp với anh em uống vào mùa hè. Tôi nghĩ là anh em nên ngay lập tức đi ngâm một chum ổi luôn đi. Quá sức tuyệt vời. Tuyệt vời lắm. Nếu anh em thích những video tôi chia sẻ về loại rượu uống trong mùa hè này thì anh em hãy like và comment ở bên dưới những loại rượu mà anh em thích tôi làm video hướng dẫn. Chúc anh em có những mẻ rượu ưng ý.